SsangYong trở lại Việt Nam, bán ra từ năm sau, nhiều mẫu xe thuộc phân khúc hot và đang xây nhà máy lắp ráp. KG Mobility, tên gọi trước đây là SsangYong Motor cho biết, họ đã ký một thỏa thuận xuất khẩu ô tô nguyên chiếc với một công ty Việt Nam. Tin tức này do Yonhap News đăng tải hôm 31 tháng 3. Theo đó, trong thỏa thuận, KG Mobility sẽ xuất khẩu các mẫu xe Tivoli, Corrado và Torres vào năm 2024. Rexton mới, Rexforce mới và Rexton Sportscan mới được xuất khẩu từ năm 2025 cho Kim Long Motor, thuộc tập đoàn Phư Ta tức tập đoàn Phương Trang. Thậm chí, Kim Long Motor còn đang xây dựng một nhà máy lắp ráp các mẫu xe của KG Mobility tại khu Liên hợp Công nghiệp Huế. SsangYong từng kinh doanh tại Việt Nam nhưng không thành công, và cuối cùng phải chấp nhận âm thầm rút lui khỏi thị trường từ cuối 2018. Năm 2020, SsangYong nộp đơn phá sản lên tòa án Hàn Quốc vì không thể trả nổi khoản vay 54,4 triệu USD. Hãng xe lâu đời nhất Hàn Quốc kinh doanh bết bát và lỗ vốn triền miên trong 23 quý liên tiếp. Đến tháng 6 năm 2022, KG Group đã mua lại SsangYong và đổi tên thành KG Mobility từ đầu năm 2023. KG Mobility cho biết, hãng sẽ tập trung tăng xuất khẩu sang các thị trường mới nổi trong năm nay để đưa hoạt động kinh doanh đi đúng hướng. Một trong số đó là Việt Nam, thị trường dự kiến sẽ có doanh số ô tô ổn định ở mức 500.000 xe trên năm từ 2025. KG Mobility hiện có giải sản phẩm bao gồm Tivoli, Coranto, Rexton, Rexton Sports và Torres. Hãng vừa cho giới thiệu mẫu xe điện Torres EVX tại triển lãm ô tô Seoul 2023 với tầm vận hành lên tới 500 km mỗi lần sạc đầy. Xe dự kiến bán tại thị trường nội địa nửa cuối năm nay.